nhất định phải ngăn chặn người ngoài hành tinh ở phía bên kia ngọn núi. Nhưng lúc này chàng trai trẻ nổi loạn đó đi, sau khi chứng kiến trận chiến này cuối cùng cũng không bị được, trực tiếp đi theo quân thiết giáp lao về phía trước, nhanh chóng đặt Ranger dưới gốc cây, bảo cô bé ở yên. Sau đó anh nhanh chóng đuổi theo Robby và đẩy đổ xuống đất. Nhưng lúc này tất cả những gì Robby có thể nhìn thấy là cuộc chiến trước mắt với trung đoàn xe tăng quân sự lần lượt bắn chặn pháo hạng nặng. Các máy bay chiến đấu trên bầu trời cũng lần lượt bắn tên lửa. Điều đáng thất vọng là mọi vũ khí của con người hoàn toàn vô dụng trước người ngoài hành tinh. Ngay cả lá chắn bảo vệ cũng không thể bị phá vỡ. Nhưng những người lính không bao giờ nghĩ đến việc